Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại kênh Bảy Gắn Sóc Trăng nha. Lời nói đầu tiên cho Bảy Gắn Sóc Trăng đó là chào đến tất cả cô dì, chú bác, anh chị em và tất cả các bạn đồng nghiệp, lời chúc sức khỏe và vui vẻ trong cuộc sống nha các bạn. Đội ủng của mình nha các bạn, với chiếc xe thì bây giờ cũng khoảng 8 giờ các bạn. Mình sẽ chạy lên chỗ con cháu mình đi thăm bảy chục cống nha các bạn ơi. Thì mình cũng mời các bạn hãy theo chân mình đi săn bắt nha. Săn bắt chục cống. Rồi, ok. Lên đường thôi. Mình cũng tới chỗ cháu mình nó đi đặt bẫy nha các bạn. Cái số chuột ngày hôm qua hai cậu cháu bẫy cũng chưa có được bán các bạn ơi. Giờ công việc nhiều quá chưa rảnh đi bán. Đây nè, đây là chuột cơm nha. Còn cái lồng này là cống, chuột cống. 8 con hả đội? 8 con hả bảy? 7 con. 7 con hồi chiều cân thử là khoảng 2 ký mấy các bạn. 2 ký rưỡi, 2 ký rưỡi phải không đội? 2 ký rưỡi 50. Còn cái này là 1 ký mấy. Ở cái này mới thăm nãy mà dính vô đây á hả? À, cây okay. Mới thăm hồi giác nãy nữa các bạn. Hồi nãy mình lại trễ thành ra đi hết bận rồi. 7 con, 70 con. Rồi để tới điểm thăm mình quay cho các bạn xem nha. Ở đây có một cái nữa các bạn, 9 con chuột gì vậy nè. Chuột cơm đó hả? Con này nhỏ. Đây con này các bạn, con này hơi nhỏ. Miệng này hơi bự nè. Rồi, vô. Một em đầu tiên nữa các bạn. Cái đầu tiên dính được một con luôn. Rồi để mình đặt lại rồi mình đi thăm tiếp quay cho các bạn xem nha. Đây có một cái nữa các bạn. Ồ, sảy rồi, cái này sảy rồi. Coi thứ là chuột cống hay chuột cơm vậy? Không còn. Chuột cơm mà lông này. Không còn. Nó không có gài vô cái ngàm. Nó bị ruột ngàm bạn ơi. Do cái miệng nó bị kênh chút. Dụa con đực sớm quá nhại á. Nhại quá, vừa vô chạm là bập liền. Rồi mình ốp máy các bạn. Đây có một cái các bạn không dính hả? Nó đi đường mòn dữ lắm hả? Im không? Rồi ngon chuột cống bạn ơi. Con này cũng tương đối chứ con không mấy gì bự. Bự không? Ồ bả rồi ha. Đào 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 ốc mượn coi ốc quầy vậy. Đó. À, em là chỗ cũ ở đây, chỗ cũ ở ngoài nè, vô đây mình mới rút kinh nghiệm lần đầu này, mình quay đây qua cái bến mình ở đây trong đây là nó không có nhạy, mình sẽ dời bến vô đây là cái đường mòn nó đi rất ngay, là cái đường nhiều. Mòn nó đi ngang các bạn. Đấy mình đặt là vuông góc chứ cái đường mòn các bạn ơi. Đi ngay chẳng ba luôn. Hôm qua mình ở đây đã dính rồi một con rồi, mình sợ nhát rồi mình dời tới nữa. Dời tới chút xíu. Con này có lý à, con này cũng cả nửa tầm nửa ký à. Cũng không dưới đâu nha, con này nửa ký lô á. Xa xa qua Út nhìn thấy nhỏ ai giờ lại thấy bự quá. Trời bá luôn. Rồi, để bắt con này ra các bạn.
thổi nó cho nó xây đầu lại kia ăn cái rồi mình hả, mình nó dở lên từ từ. Đó, xong rất đơn giản nha các bạn, cứ bình tĩnh bắt, không có gì phải giỏi hết. Rồi còn là một em chuột cống đầu tiên với lại một hai con này, một con chuột cơm đầu tiên với lại một con chuột cống thứ hai. Điểm cũ đó mình biết cái đường nó còn đi á, đi lại chứ mình không bỏ nó được. Mình thấy nó giống cỏ rồi nó ăn mới ha, là nó còn đi. Là mình nhích lên chút xíu. Nhị đó mà không, nó không đi nữa đó. Ừ. Khôn chuột mà. Khôn dữ dằn lắm. Chỗ nào mà có chuột nhiều ha là không có gắn ở, chuột cống là không có gắn ở. Có chuột cống nó quậy dữ lắm. Ở máy các bạn. Củ sắn mà khoai nữa bỏ vô thì thôi. Bỏ cái bến này các bạn, bến này không xài nữa, nghỉ xài bến này. Ai bến mới. Cái đường dữ lắm, im lắm. Quá trời cái đường ha. Đấy cho các bạn xem. Đường mòn các bạn, đường mòn bự chà bá luôn, tối các bạn không thấy không luôn phải không? Còn đâu nữa không? Bên kia hả? Dí luôn nha các bạn, cái này là chơi kiểu cơ dí luôn các bạn. Không chịu đi luôn đó, đường dữ lắm. Quá trời đường, khủng khiếp luôn. Ban ngày quay thấy rõ. Các bạn coi đường mòn đó các bạn, bự chà bá lửa luôn. Ghê hồn luôn, hang nhóc luôn các bạn. Chỗ này là hồi tối dính con chuột cống đó các bạn, chỗ này nè. Còn ba cái nữa hết các bạn ơi. Cái này có không? Đi láng đó luôn, đi luồn luồn, đi ghê lắm đó. Quá trời rừng mòn trống, quá trời rừng trống, chà bá chà bá luôn. Chiều tính trang vô đó mà, trang không nổi. Sâu quá hả? Ừ. Sâu đứt có ngứa các bạn. Ngứa lắm. Để hết đi. Chỗ mới nè, địa điểm mới bạn ơi. Làm hàng không? Trời ơi, ngon ghê luôn trời. Còn cái cuối cùng các bạn ơi. Trời ơi. Khó bắt sáng trăng này, khó bắt. Bẫy chuột thì là phải tối trời mới được. Cái này là mình cũng vô cũng bí hiểm lắm nè, mà không không ăn nè, mà có thể về khuya trăng mờ lại á, là mình có cơ hội là mình sẽ dính đó. Cái sáng sớm mình đi thăm, sáng sớm mình đi thăm một lần nữa là chắc chắn sẽ dính. Các bạn hãy chờ đón xem nha. Nãy giờ cũng chiếc này thất thu bạn ơi, chiếc này thất thu được có con chuột cống với con chuột cơm mà bạn. Ăn ngủ mình đó. Kệ đi, săn bắt mà nó vậy đó, bữa trúng bữa thất đó các bạn. Các bạn xem thấy thích thì hãy đăng ký kênh Bể Gắn Sóc Trăng các bạn, để mình có nhiều động lực làm nhiều cái video cho các bạn xem nha. Hôm hôm mình được nhiều mà mình dí lại là sáng trăng đó. Ồ, cái này hơn 3 kg rồi ta. Hơn 3 kg rồi. Rồi thôi mình ốp máy các bạn, chờ sáng sớm mình thăm cho bạn xem nha. Giờ cũng gần 6 giờ các bạn ơi. Mình cũng đang có mặt tại nhà của cháu mình. Chào cả nhà cái đòi. Chào cả nhà các bạn ơi. Rồi, mời các bạn cùng đi với mình thăm bãi chuột cống nha. Tranh thủ làm ít công việc ở nhà các bạn. Rồi nhanh nhanh cái chạy lên cho kịp thăm với cháu mình. Rồi mời các bạn cùng theo chân mình với đòi đi thăm bãi chuột cống nha. Buổi sáng sớm mà bình minh thấy đẹp quá các bạn ha. Còn mặt trăng nữa các bạn. Đó. Mặt trăng hơi trắng 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 đó đó.
đòi nó đi trước đây. Cái đường này là không ai vô được đâu các bạn, chỉ có những người quen mới được vô đường này nha. Thành ra chuột cống nó còn rất là nhiều, không có người bẫy á các bạn, chứ mà dễ thì người ta cũng bẫy hết đâu bạn ơi. Hả? Ở đó có dính cái dính con các bạn, nhưng mà không biết chuột gì thôi, mình đi từ ở trong mình thăm ngược tới ra nha. Nãy giờ mấy cái các bạn ơi, cũng không dính con nào chứ mà. Hả? Còn luôn hả? Kỳ ta, khôn vậy. Ồ, cái chăn chỗ này luôn, cái chăn ngã ba này luôn mà không dính luôn ha. Bên đây có một cái nữa các bạn, cái bờ này có một cái nữa nè. Nói mình đi lên cái bờ đi trên đó đó bạn. Cái bờ này nè, dài lên trên đó nè. Thấy rồi. Lên trên đó đó, mình săn lùng nè. Rồi có bồng bồng, cái chân cho cái nhà hơi trắng trắng trên này nè các bạn. Đó, khu đó đó. Đó. Mình lên đó mà sáng trời quá. Chân khu này, trên này nè, khu trên này nè. Chân sáng quá mình không không đi lên trên đó được, để đó từ từ cho chân nó tối thì chân lại đi. Khoảng chừng bữa nay mấy vậy ta? Bữa nay 19. 18 mà. 18 nha, 18 ở dưới nữa các bạn. Khoảng chừng hai mấy bắt đầu mình sẽ đi lên trên khu đó. Sáng trời quá. Sáng quá nó cũng không đi, nó khôn lắm bạn. Rồi, mình giờ mình đi chứ quay giá gái các bạn ơi. Ồ, mấy cái nãy chết quá các bạn ơi. Quất. Hả? Ở đâu? Vô không? Vô, dính con đó bạn ơi. Ba chục cơm được bằng chút chục cống á. Bự gì đó. Hai con các bạn. Cũng được. Nhưng mà không bằng ngày hôm qua bạn ơi. Dính chục cơm mà không đã, dính chục cống nó mới sướng, lại nó khù như rắn hổ. Cái ngày qua lăn tới dưới luôn à. Một con chục cơm nữa à. Được, cũng được đi, có dính là cũng mừng rồi. Rồi ba con được ba con các bạn ơi. Rồi để mình về mình tổng kết số chuột cho các bạn xem nha. Cái cuối cùng dính luôn con đó các bạn, là ba con. Mấy cái ao tôm này là ao tôm của người chị mình nha các bạn. Đồi là con rể thứ hai, nó hai ao, còn cái nhà trắng trắng đó là nhà của chị mình. Rồi bây giờ mình sẽ về cái nhà trắng trắng đó nha. Rồi lên đường rồi ơi. Rồi đội đèn đầu á. Nói là mình bắt không đúng. Rồi những cái mỏ vô trong này. Bị dướng cây. Đây cũng là một cao thủ bắn chim các bạn. Đồi là bắn siêu lắm các bạn ơi. Mỗi phát luôn đó. Hôm nào mình sẽ làm cái clip đi bắn chim cho bạn xem nha. Bắn chim, gầy cò. Đủ trò chơi luôn các bạn. Xịt cá luôn nữa. Hôm nào mình cũng sẽ làm một cái clip xịt cá cho bạn xem nha. Rồi, hai cậu cháu về tới nhà bạn ơi. Để lại. Để lại. Cho nó quen lòng mới được. Ba em bạn ơi. Sáng này hơi thất thù. Giờ mấy chục cơm này là đi ấy. Số chục cơm nè. Còn nữa các bạn. Cái này là hồi tối nè. Số này hồi tối là 72 lần được nhiêu đây? Con chuột cống nè. Với lại con chuột cống, nó nguyên bầy luôn các bạn không? Như bầy heo.
Không có ở đây. Sáng trăng quá. Sáng trăng quá. Đường ngon ngon ha. Đây chị hai mình nè, sáng sớm mà quét cát rồi đó. Cái này là anh rể mình, anh thứ hai. Dồn lại các bạn, dồn vô lòng đừng đem đi bán nha các bạn. Một em. Nước còn đầy lắm. Vô con. Sáng ngày chưa có đánh răng đó, thổi phát một thú quá chạy vô liền phải không? Đó, chui vô xong. Mày cũng gần 2 kg á, chú cơm này đó. Mười mấy con này có bèo lắm, khoảng ký rưỡi bèo lắm, khoảng ký rưỡi ký rưỡi với lại cái số chục cơm kia còn cộng nữa các bạn, chưa có, mình cũng chưa có bán nữa, để nhiều đi bán lần luôn các bạn ơi, tốn tiền xăng lắm. Chục cơm đòi còn nhốt bên kia kìa. Rồi mình sẽ tổng kết cái số chuột này cho bạn xem nha. Chục cơm là hồi tối nè, chứ con chuột cống ký lô 7 nha các bạn, ký lô 7 mình trừ cái lồng này 200g luôn, còn ký rưỡi với hồi tối con chuột cống nữa, chuột cống nó chắc cũng có tầm nửa ký không ít đâu. Đó, chuột cống là 3 kg 4 trừ cái đó 400g luôn, còn 3 kg cái này, ký rưỡi là 4 kg rưỡi thì còn đây là cái số chuột đêm trước hai con cháu đặt rồi để lên cao luôn. Rồi ký lô 6 cho nó còn ký đi, ký lô 6 không trừ 200g thôi, cái lồng được khoảng 200g 300g à. Cho nó 400g là nhiêu nãy, nhiêu 4 kg phải không, 4 kg rưỡi với này ký lô 4 nữa, 5 kg 9 5 kg rưỡi thôi tính cho 5 kg rưỡi thôi là 2 đêm 7 nha các bạn. Quá gì cứ gì hoài là ngon, em bé nó uống sữa mỏi miệng luôn. Rồi mình cũng xin kết thúc clip ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay hãy đăng ký và ủng hộ kênh 7 Gắn Sóc Trăng nha các bạn. Rồi chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà luôn rồi ơi. Chào các bạn. Anh hai. Anh hai mình có cây mai quá trời bự luôn các bạn. Ta trả 10 triệu rồi anh chưa bán các bạn. Rồi thôi mình tắt máy nha. Chào tạm biệt các bạn nha.